Thì vô mùa sinh sản rồi thì hôm nay mình quay cho các bạn coi cái agi mình ghép khứu. Mình đi từ bên ngoài nha. Đây mình làm dãy như này. Rất nhiều dãy, trong đây có khứu, có lửa, có than indo. Thì hôm nay mình quay cái chi tiết cái agi và khứu nha. Thì gồm một cái cửa chính này, một cái cửa nhỏ để đựng đồ ăn. Cửa chính này mình đi vô thả chim các cái. Trong đây có một cái cây ha, cây xanh. Xanh này thì cây đại, cây gì cũng được, miễn nó sống là được rồi. Bên trên là mình bố trí tổ này. Tổ, tổ khứu, tổ bằng gáo dừa cắt đôi, khoét lấy cái ruột ra, cái sọ, lấy cái sọ dừa ra. Thì còn lại cái phần sơ. Mình để lên, treo lên, cố định thôi, cố định chắc chắn nha, đừng có để lung lay gì hết. Thì con khứu nó giữ bản tính, nó là nháp, nháp tổ. Những cái tổ mà nó lung lay lúc rắc, nó vô nằm mà lung lay lúc rắc thì nó không bao giờ nó ở đâu, không ở ha. Cái phần khứu xong ha, đến chuồng này. Chuồng thì mình để nền đất xây cao 2,5 m, chỗ này kiểu cao nhất là 2,5 m, sâu tầm 2 m, hơn 2 m xíu. Thì ngang là 1,5 m, sâu vô trong á 2 m. Như thế này là kích thước ok cho một cặp khứu khép có thể sinh sản được ha. Thì nền thì mình để nền đất thôi, nền đất khứu mà. Những loại chim có đất thì mình để nền đất, mình không có hệ vệ sinh được nhiều thì mình để nền đất thôi. Cái phân chim á nó xuống dưới đây này, nó tự hủy được. Đất chuồng mình rộng mà nên là tự hủy được. Cái ô gạch ngoài kia á, cái ô gạch các bạn thấy không? Thì những con rắn đồ chuột thì nó vô được ha. Mình bịt đầu lại, mình lấy xi măng mình bịt cái đầu lại là ok, ổn rồi đó, tạm ổn cái phần chuồng. Bạn nào kỹ thì nền mình đổ thêm cát, bỏ vi sinh vô khử mùi. Đây mình làm số lượng lớn, mình không có thời gian mình làm chuyện đấy. Lâu lâu mình rắc ít vôi thôi. Thì không quan trọng cái vấn đề mồi. Đây là con khứu ra bò mái này. Màu rất là đều đẹp ha. Đỏ lòm, đỏ lè, đỏ lét này. Đó. Rồi về phần thức ăn á. Thức ăn thì mình có một cái khay, khay xốp này. Khay xốp mình để run. Run ở đấy thì mình bỏ vài ký run. À không, vài ký sinh khối run nha. Còn run thì nó cứ tầm khoảng 2 đến 3 lạng, bỏ nhiều thì nó bò đi mất. Thì nó nằm ở đấy cho chim nó xuống nó bới vào. Tại vì bản tính của bọn này là thích bới lá cây, bới rác đồ để tìm run, tìm rễ bên dưới á. Thì mình để đấy cho nó ăn khỏe đó, mình đỡ phải cho ăn nữa ha. Ngoài ra thì còn có một máng đựng rễ này. Chợ rễ trong đấy mình để thêm ít sâu sữa. Ha. Đó, dế thì tươi sống, hàng ngày mình cho ăn. Hai đứa nó đang tâm sự với nhau, đang xỉa lông cho nhau. Chống sao tự nhiên nó thay lông trái vụ. Đó, đang xỉa lông cho nhau ha. Rồi thì giờ nếu mình ghép xong như thế này đó, mình chỉ có đợi nó sinh sản thôi. Xung canxi đầu khoáng thì mình sẽ làm ở video sau ha. Thầy cho các bạn thêm avi của mình ha. Cá ngoài ra còn cá này, có cào cào, nhộng ong, chứng kiến. Này cá này, cá mình cho chim ăn. Gôn gôn mình vừa chơi vừa cho chim ăn luôn. Đây này, cái chuồng mình nuôi dệt, nuôi giun nhá, cho mọi người có giun. Thấy giun này, thấy giun chưa? Đây mình nuôi bên ngoài xong bắt đầu mình múc trong chuồng á, những cái chuồng nó hết á thì mình bắt đầu mình bới giun thêm vô, châm vô. Thì để trong đấy á, nó không có nắng nó nhiều, nó không có phát triển đâu. Các bạn nhìn này. Đây nó có những con giun con này, nó đẻ ra những con giun con. Giun con và giun lớn. Rất nhiều ha. Để ngoài này thì nó phát triển hơn.
mình cho ăn rau, ăn 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 trái cây, đồ thối mình vứt đi, nó là giun quế mà dễ sống lắm. Rồi tạm biệt bạn nhé, các bạn nhé, mình dừng video tại đây. Có gì các bạn cứ alo cho mình hoặc là để lại comment ở bên dưới, rảnh mình sẽ giải đáp các bạn thắc mắc rồi mình ghép chim. Hôm nay mình dừng video ở đây thôi. Hôm sau mình sẽ chia sẻ cho anh em cách ghép lửa nha. Lửa demo vậy thôi, cho bạn em xem thử con lửa vậy thôi. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Đăng ký kênh giúp mình bên dưới.